Andrea Rea Aguilera vượt 25 thí sinh giành vương miện trong chung kết diễn ra tại trung tâm sự kiện hôn 74, thành phố Bogota, tối 15 tháng 8. Cô sẽ đại diện Colombia tham dự Miss World 2021 diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến 16 tháng 12 tại San Juan, Puerto Rico. Andrea Rea Aguilera đến từ tỉnh Anioquia, hiện là người mẫu, MC và theo học chuyên ngành quan hệ công chúng. Ang Ilop nhận xét cô có gương mặt đẹp, nụ cười rạng rỡ và thần thái cuốn hút. Ngoài vương miện hoa hậu, An, Rea đoạt các giải phụ, hoa hậu ăn ảnh, gương mặt đẹp nhất, nụ cười đẹp nhất, thân hình săn chắc nhất. Cô cao 174 m giữ số đo cơ thể nhờ tập gym, thiền và theo chế độ ăn khoa học. An, Rea Aguilera trong trang phục dân tộc. Ngoài tiếng mẹ đẻ, cô thành thạo tiếng Anh, Pháp. Theo El Herando, ngay từ nhỏ, cô đã theo học các lớp đào tạo nghệ thuật như thanh nhạc, khiêu vũ, cắt quốc. 17 tuổi, cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp. Trong cuộc thi, An, rea giới thiệu cô sống kỷ luật đam mê có ý chí phấn đấu cô hiện tham gia dự án xã hội về phương pháp dinh dưỡng chuyên biệt cho trẻ em bị suy dinh dưỡng cô tin rằng chăm sóc trẻ em là đầu tư tốt nhất cho xã hội cô theo đuổi phong cách gợi cảm trong các bộ ảnh khi tham gia sự kiện và cả đời thường truyền thông và người hâm mộ colombia kỳ vọng an rea aguilera ghi điểm ở đấu trường nhan sắc quốc tế